Đồng hành cùng chúng ta trong video hôm nay là Coin 98. Với Coin 98, việc mua tiền mã hóa bằng tiền fiat nay đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Thao tác này đã có thể được thực hiện trên cả Coin 98 Extension và Coin 98 Super App. Chỉ cần truy cập tính năng mua crypto tại trang chủ, bạn có thể dùng thẻ credit, debit để mua Bitcoin, Ethereum, Solana và nhiều đồng coin khác một cách nhanh chóng và tiện lợi. Hãy tải Coin 98 và nhập mã giới thiệu trên màn hình cũng như trải nghiệm tính năng này ngày hôm nay. Và hiện bây giờ đó thì Coin 98 cùng Thuận Capital đang tổ chức mini game Lucky Winner trong mỗi số video trên kênh YouTube Thuận Capital với giải thưởng lên tới 1.000 đô la. Thì mỗi video đó sẽ có 10 giải may mắn, mỗi giải giá trị 5 đô la trả bằng token C98. Ở cái phần mô tả đó thì có cái link Google Form các bạn có thể tìm thấy một số những thông tin chi tiết. Cũng như là tham gia đó thì các bạn chỉ cần là điền cái mã tham gia được trình chiếu trong video này cái Lucky Winner Number cái con số này sẽ thay đổi theo mỗi cái video và các bạn điền cái số đó vào sau đó điền địa chỉ ví VAP20 các bạn tạo trên Coin98 Super App là có thể tham gia. Thông tin chi tiết sẽ nằm bên dưới cái video này. Nói tới Fed thì có một cái thông tin thú vị thông muốn chia sẻ với các bạn đó chính là Fed ở Hoa Kỳ như là cục liên bang đã đưa ra một cái bảng thống kê về cái tài chính của Hoa Kỳ và trong bản thống kê của nền kinh tế này đó thì chúng ta thấy được là có một phần nói riêng về crypto mà rất là thú vị thì cái phần mà nói riêng crypto đó thì tôi sẽ chia sẻ cái phần mà Thuân cảm thấy là nhiều người đang nói tới hiện bây giờ đó chính là dựa theo cái cuộc khảo sát của Fed đó, thì cho thấy được là trong năm 2021 đó khoảng 12% người Hoa Kỳ là sử dụng hay là đang dự trữ crypto 12% mà thôi. Bây giờ thường nghĩ là Bitcoin Crypto nó nhiều người đã biết tới rồi. Các bạn thấy được là hầu như ai cũng đã từng nghe nói tới. Nhưng mà thực sự là dự trữ hay là sử dụng đó thì dựa theo Fed đó, năm 2021 là khoảng 12% mà thôi. Không có nhiều. Và trong 12% này đó thì các bạn thấy được là phần lớn khoảng chừng 11% là mua Crypto vì lý do là đầu tư chứ không có phải là vì lý do sử dụng. Mua crypto để sử dụng đó thì khoảng chừng là dưới 2% mà thôi. Nghĩa là phần lớn những người mà lưu trữ crypto bây giờ là người ta mua để mà đầu tư. Và trong cái số lượng người mà đầu tư crypto bây giờ đó 12% người Hoa Kỳ này thì dựa theo phép thống kê đó là phần lớn là những người mà có cái sự hiểu biết về nền kinh tế cao cũng như là có thu nhập tốt và có đầu tư nhiều mảng khác nhau chứ không có phải là giống như là người ta nói là phần lớn số lượng người trên thị trường này là dân cờ bạc đâu. Cái đó không đúng với lại sự thật. Dựa theo phép là không phải là như vậy và 12% cũng không phải là nhiều và đây là thống kê từ Hoa Kỳ và thú vị hơn đó là chúng ta thấy được là ngân hàng trung ương của châu Âu cũng đưa ra một cái tài liệu tương tự như vậy các bạn thấy được ngân hàng trung ương của châu Âu đó cũng đưa ra một bài khảo sát và cho thấy được đó là ở châu Âu thì khoảng 10% là đã từng mua crypto như là Bitcoin và phần lớn đó là chúng ta thấy được là những người mà mua crypto ở châu Âu cũng như là ở Mỹ đó là những người mà có tiền các bạn thấy được là họ thống kê đó cho thấy được là cái số lượng người mà 10% này đó là phần lớn là cái số lượng người này là có tiền và có học vấn cao. Nhưng mà ngược lại đây các bạn thấy được là cái phần còn lại là những người mà không biết gì về tài chính hết cũng có đầu tư vào thị trường này. Ở châu Âu đó thì nó khác một chút. Các bạn thấy được là ở châu Âu đó thì họ nói là một là các bạn là một người mà có tiền, có học vấn có sự hiểu biết thì các bạn tham gia vào thu mua crypto đầu tư crypto hay là các bạn là một người mà không hiểu gì hết liên quan đến tài chính các bạn cũng đi mua crypto chứ chính giữa là không ai mua hết thì các bạn thấy được là ở châu Âu là 10% ở Hoa Kỳ là 12% dù sau đây nữa các bạn thấy là hai cái con số này nó cũng gần giống như là nhau và thường thì nghĩ đến một cái biểu đồ mà trước đây chúng ta cũng đã từng nói đến đó chính là crossing the chasm thì đây là một biểu đồ mà người ta thường hay dùng uh, để nói về một cái thị trường công nghệ, một cái công ty công nghệ nào đó thì các bạn thấy được là cái biểu đồ trên màn hình đó thì chia ra là 1, 2, 3, 4, 5 phần Bên tuốt bên tay trái đó, cái đường mà màu xanh lá cây này đó gọi là Innovators, nghĩa là những nhà mà sáng lập đó Còn cái đường mà màu vàng đó là Early Adopters, nghĩa là những người mà đầu tư sớm Còn cái màu cam này đó, cái phần này là Early Majority, nghĩa là phần lớn người đầu tư sớm và cây màu đỏ đó là late majority là phần lớn người đầu tư chảy và cái màu tím này lager là những người mà tục hậu thì chúng ta có thể là nghĩ đơn giản đi chúng ta lấy uh, facebook đi thì facebook đương nhiên là những cái người mà đầu tiên tham gia vào facebook là những người mà lập trình của facebook những người mà trong cái số lượng nhỏ người thử nghiệm facebook và bắt đầu là phát triển chúng ta được là early adopter là những cái trường đại học đầu tiên mà sử dụng facebook hồi xưa rồi sau đó chúng ta mới thấy là early majority thì có nghĩa là chúng ta bắt đầu thấy được là có học sinh khắp nơi, không chỉ riêng là một số trường nhỏ đó mà học sinh khắp nơi những người mà không đi học thì người ta cũng bắt đầu sử dụng Facebook. Tại sao người ta nói là không đi học? Các bạn đã nhớ là hồi xưa Facebook tạo ra đó là các bạn phải có một cái email trường đại học thì các bạn mới có thể là tham gia được tại vì phần lớn Facebook để dùng cho trường đại học, sau này mới mở rộng ra cho mọi người sử dụng thì early majority là lần đầu tiên Facebook không cần các bạn chứng minh là học sinh nữa cũng được sử dụng đó chính là early majority rồi sau đó chúng ta mới thấy được là mày trôi thì có nghĩa là bắt đầu chúng ta thấy được là sử dụng rộng rãi hơn Bắt đầu là hầu như là mọi người đã sử dụng nhiều Và cuối cùng, Liger có thể nghĩ đơn giản là những người mà lớn tuổi hơn như là à, ba mẹ của Thuận đi Thì sau này giống như là Facebook đã có rồi mười mấy năm sau họ mới bắt đầu tham gia vào Đó là những người mà Liger Thường đó, các bạn thấy được là cái phần mà cho chúng ta có lợi nhuận cao nhất khi các bạn đầu tư vào một công ty như vậy đó chính là cái sự khác biệt giữa early adopters và early majority nghĩa là những người mà chấp nhận sớm với lại phần đông chấp nhận sớm đó khi mà chúng ta bước qua cái phần này để gọi là chasm thì chúng ta sẽ thấy được là cái sự tăng trưởng của công ty đó nó sẽ tăng lên rất là nhanh ngay cái thời điểm này cho nên thời điểm mà thích hợp nhất đó để mà đầu tư đó chính là cái thời điểm innovators hay là early adopters những người chấp nhận sớm và những người mà tạo lập thì chúng ta sẽ được là rất khó để các bạn có thể là tham gia vào ở cái thời điểm mà Santa cây này. Ngoài chỉ các bạn là một người mà trong cái nhóm đó mà thôi, giống như cái người mà lập trình hay là cái nhóm bạn khi mà họ mới bắt đầu. Phần lớn nó nếu như các bạn có thể tham gia vào ở cái phần early adopters này nghĩa là cái phần những người chấp nhận sớm đó nguy hiểm cao hơn, nhưng mà cái lợi nhuận cũng sẽ cao hơn khi mà được chấp nhận phần đông, nghĩa là hai cái phần này thì cái lợi nhuận sẽ cao hơn thì người ta thường hay sử dụng cái biểu đồ này đó đây là biểu đồ này được chia sẻ bởi Contagraph thì mọi người thường hay sử dụng biểu đồ này để mà so sánh với lại BTC thì chúng ta đang ở đâu thì dựa theo những tài liệu thông mới vừa chia sẻ với các bạn đó là ở Hoa Kỳ thống kê là 12% số lượng người đã đầu tư crypto hay là ở châu Âu là 10% đó thì chúng ta vẫn đang nằm ở cái phần early adopters ngay cả các bạn có thể so sánh cái biểu đồ này đó với lại cái biểu đồ standard distribution ở trong toán học đó thì các bạn được chúng ta vẫn đang nằm ở trên cái phần này cái phần này đã thường là tới khoảng chừng là 15,2% lận thì chúng ta vẫn đang nằm trong cái dùng là early adopters có nghĩa là cái sự tăng trưởng lớn phía trước đó vẫn đang ở phía trước của chúng ta chúng ta vẫn đang còn rất là sớm và chúng ta vẫn tiếp tục thấy cái sự bùng nổ của thị trường này đó là lòng tin của thuần có thể là nhiều bạn cảm thấy được là chúng ta nói gì cũng hơi lạc quan quá nhưng mà để thường chia sẻ với các bạn trên màn hình đó đây là cái uh, cuộc phỏng vấn của Bill Gates và David Letterman năm 1995 trong cuộc phỏng vấn này đó thì uh, Bill Gates chia sẻ với David Letterman uh, về việc sử dụng email hay là chia sẻ về cái việc sử dụng internet như thế nào và Bill Gates đó thì uh, nói là chúng ta có thể là sử dụng internet lúc đó đó thì các bạn đương nhiên chưa có cách để nào mà xem trực tiếp à, cái cuộc đấu bóng chày. Nhưng mà Bill Gates nói là có thể dùng Internet để mà nghe cuộc đấu bóng chày. Thì uh, David Letterman thì cũng chọc Bill Gates nói là cần gì phải dùng Internet để mà nghe. Trong khi là bây giờ đó, thời điểm này, năm 95 năm, có thể dùng radio nghe rõ hơn mà nhanh hơn. Nhưng mà Bill Gates nói là thì ở trên Internet đó không chỉ nghe mà có thể là thu âm lại cuộc đấu bóng chày đó. Nhưng mà David Letterman thì lại chọc Bill Gates nói là đâu cần phải có Internet có thể dùng cái máy phim đó VHS, các bạn hãy nhớ là hồi xưa là sử dụng mấy cái cuốn phim để mà thâu lại, đâu cần phải dùng Internet đâu. Cho nên, đối với David Letterman, Internet thực sự là đang muốn xử lý một cái việc mà bây giờ, đã thời điểm năm 95, những cái như là cái máy uh, thu âm hay là cái uh, máy radio có thể xử lý được rất là nhanh chóng. Thì cần gì phải có Internet, cần gì phải có cái máy vi tính phiền phức như vậy. Đương nhiên mọi người cười tại vì lúc đó người ta không có hiểu Các bạn thấy được là sau đó bao nhiêu năm cho tới bây giờ là năm 2022 Nhìn trở lại chúng ta mới thấy được là hồi xưa thực sự chúng ta thực sự không có hiểu được Internet có khả năng như thế nào Chúng ta chỉ có thể nhìn thấy được à, những gì mà đang xảy ra mà thôi Và chúng ta nghĩ là không cần Internet những cái bây giờ cũng giải quyết được Cũng giống như là hồi xưa khi mà bắt đầu là có xe hơi đó Thì người ta nói là cần gì phải có xe hơi Có ngựa rồi, ngựa ra thì rẻ hơn, nhanh hơn Và ngựa thì không cần phải đổ xăng rất là đơn giản ngựa không bị bể bánh xe thì cần gì là phải có xe trong khi mà xe hồi xưa đó đường đâu có chạy được đâu cần phải uh, tạo đường cho xe chạy ngựa có thể chạy bất cứ đường nào có thể lên núi có thể băng qua sông được xe đâu có làm được thì đó là suy nghĩ thời điểm đó chúng ta không thể thấy được tương lai thì bây giờ thì cũng nói với bạn như vậy Chúng ta nói tới Bitcoin chúng ta nói tới crypto có thể giải quyết được những vấn đề gì? Chúng ta có thể nói tới à, giải quyết được vấn đề là di chuyển tiền xuyên quốc gia hay là có thể dùng để mà mua này mua kia. Thì nhiều người cũng sẽ chọc chúng ta nói là cần gì phải có Bitcoin có crypto? Chúng ta dùng tiền mặt cũng được, chúng ta dùng thẻ tín dụng cũng được. Rất là đơn giản thôi. Nhưng mà thật ra đó cũng là tương tự như năm 1995 khi mà David Letterman chọc Bill Gates vì tại sao chúng ta phải có internet? Đó là cái cảm giác của thực hiện bây giờ mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Đó chính là chúng ta đang ở trong cái mức early adopters, vẫn là một dấu hiệu tốt đối với thuận thời điểm này. Cho nên nếu như các bạn hỏi thuận là chúng ta có phải quá trời để tham gia hay không? Thuận đã nói là các bạn đã quá sớm để tham gia thị trường này. Chúng ta bây giờ nói tới một số những tài liệu khác đi. Có nhiều bạn cũng hỏi thuận là gần đây theo ít chia sẻ về cái dữ liệu liên quan tới option đáo hạn tại vì chúng ta sắp sửa có một cái đợt option đáo hạn cũng lớn đó, đó chính là ngày thứ sáu tuần này. À, và cái mức max pay đó là 34.000 đô lý do tại sao thường ít chia sẻ tại vì thường cảm thấy được là hầu như là 3 tháng gần đây đã thường chia sẻ về điểm max pay đó thì nó không còn có hiệu nghiệm như hồi xưa nữa tại vì thường cảm thấy bây giờ là cái sự ảnh hưởng lớn nhất vẫn là cái sự ảnh hưởng đến từ thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ nhưng mà những bên nào mà con thú đó thì điểm Max Payne vẫn là cái điểm 34.000 đô Có nghĩa là cao hơn bây giờ là khoảng 4.000 đô Nếu như mà chúng ta thấy giá BTC từ đây đến thứ sáu mà chạy lên tới 34.000 đô đó Thì chúng ta thấy được là lý do có thể là tại vì cái điểm Max là 34.000 Đó là cái điểm bên long cũng bị cháy mà bên short cũng như vậy Các bạn đã nhớ là option là quyền được mua và quyền được bán Nếu như ở mức 34.000 đó thì các bạn thấy được là nhiều người mua option sẽ bị lỗ nhất ngay ở cái điểm đó đó là cái thông tin liên quan đến option như mà nào mà con thú muốn biết Chúng ta có thể nhìn vào một số những cái dữ liệu on-chain thì các bạn cũng đã biết là Thuận chia sẻ đó là cái số lượng Bitcoin mà đang có lời hiện bây giờ đó là rất thấp luôn chỉ có 57% mà thôi dựa theo Classno Chúng ta vẫn đang trên con đường đi vào cái dùng màu xanh lá cây bên dưới này thường đã chia sẻ với các bạn đây là một cái dùng mà hiếm thi mà thấy đó là cái dùng mà chúng ta thấy được là thường là tích lũy trước khi mà có sự tăng trưởng chúng ta đang tiến gần tới cái dùng đó chúng ta có thể nhìn vào chỉ số NUPL đi đã rất lâu rồi chúng ta không có nói về chỉ số này à, tại vì cũng không có gì để nói các bạn đã thấy được chỉ số này chỉ có cái sự quan tâm khi mà chúng ta thấy giá cả liên tục phá đỉnh mới đi xem coi là đỉnh nó nằm ở đâu mà thôi thì chúng ta thấy là hiện bây giờ đó thì đã ngược lại chúng ta đã đi ngược trở xuống và đã đi từ cái dùng là màu nâu này đi vào cái dùng màu cam có nghĩa là chúng ta đã đang nằm trong cái vùng gọi là sợ hãi dựa theo NUPL cũng không có gì gọi là quá bất ngờ các bạn đã thấy là chúng ta tiếp tục nhìn vào những tài liệu thì nhiều bạn hỏi thường liên quan đến là cái số lượng Bitcoin trên sàn bây giờ ra sao thì chúng ta đã thấy được là trên căn bản nó cũng đi hàng ngang mà thôi chúng ta thấy là từ cái ngày là ngày 2 tháng 5 cho đến là thời điểm là ngày 9 tháng 5 đó cũng có dấu hiệu là có một số BTC đi chở vào sàn nhưng mà sau đó, đó, từ ngày 9 cho đến là ngày 14 tây lại rời khỏi sàn Bây giờ thực sự mà nói là cũng đi hàng ngang Nói chung thì những tài liệu on chain trong mấy ngày hôm nay cũng không nhiều đề đặc biệt Cho nên thường ít chia sẻ với các bạn Ethereum thì ra sao? Ethereum thì các bạn thấy được cũng tương tự Chúng ta thấy được là có sự tăng trưởng từ ngày 6 tây tháng 5 cho đến cái thời điểm là ngày 16 tháng 5 đó có thêm nhiều ether trên sàn nhưng mà đột ngột lại rút ra khỏi sàn chúng ta thực sự vẫn tiếp tục thấy dấu hiệu là ether trên sàn tiếp tục đi hàng ngang không mất thêm bao nhiêu và cũng không có bao nhiêu thêm vào còn với thời đào ra sao thời đào đó thì để thằng zoom vào các bạn thấy rõ hơn thì đối với thời đào đó chúng ta cũng thấy được là thời đào có cái sự hoạt động nhiều hơn là trước đây chúng ta thấy được là trước đó nó thời đào cái đường màu xanh này là đại diện cho cái số lượng bitcoin từ những ví thời đào đẩy lên trên sàn MPI index thì chúng ta đã thấy đó là một thời gian dài là cái đường này nằm thấp bên dưới này không có di chuyển gần đây thì có sự di chuyển nhiều hơn nhưng mà các bạn thấy được là phần lớn vẫn nằm bên dưới cái đường màu đỏ này có nghĩa là chúng ta vẫn chưa thấy dấu hiệu là thời đào bán số lượng lớn vẫn có một số thời đào như là thường để chia sẻ Thường nhớ là cái tay một tuần đó có cái thông tin là thống kê những xưởng đào lớn có cái máy đào tốt hơn có quy mô lớn hơn họ có thể có nguồn điện hợp lý hơn thì họ vẫn không lo lắng nhưng mà những cái xưởng đào nhỏ đó thì có thể là họ đang lo lắng bây giờ cho nên cái sự di chuyển hiện bây giờ có thể đến từ những xưởng đào nhỏ một điều thú vị gần đây mà tôi nhận ra được đó là chúng ta cũng đã từng nói tới cái số lượng địa chỉ ví lưu trữ BTC dạo này ra sao thì các bạn đã thấy được là những cái ví nhỏ đó lưu trữ dưới một BTC à, thì chúng ta thấy được là vẫn có cái sự tăng trưởng nhưng mà những cái ví như là từ hơn 10 bitcoin hay là hơn 100 bitcoin hay là hơn 1.000 bitcoin đó thì hầu như đi hàng ngang đặc biệt là những địa chỉ ví lớn nhất các bạn thấy được những địa chỉ ví mà có hơn 10.000 BTC có nghĩa là hơn 300 triệu đô la đó thì các bạn sẽ thấy được là thật sự chúng ta lại thấy cái số lượng ca voi đó tăng lên chúng ta có thể thấy được là từ cái thời điểm đó là ngày 12 tây tháng 2 chúng ta đã thấy được là tăng liên tục rồi chúng ta thấy được là lúc đó chỉ có tổng cộng là 84 địa chỉ ví có hơn 10.000 BTC cho đến hôm nay đã là 94 địa chỉ ví rồi có thêm 10 địa chỉ ví lưu trữ ít nhất là 10.000 Bitcoin đương nhiên một số địa chỉ ví này có thể đến từ sàn nhưng mà các bạn thấy được là chúng ta cũng có thấy cái sự hiện diện của nhiều cá voi và chúng ta đương nhiên thấy đó là có một số những nhà đầu tư lớn bây giờ cũng lo ngại và họ bán nhưng mà ngược lại cái số lượng đó là được thu mua bởi những nhà đầu tư lớn khác giống như là chúng ta đang chứng kiến một cái sự di chuyển số lượng lớn bitcoin từ cá voi này và cá voi kia cá voi sợ hãi cho cá voi mà có lòng tin dài hạn hơn chúng ta có thể nhìn thấy được cái tài liệu liên quan đến cái số lượng quỹ đầu tư đó thì tôi như rồi họ đã làm gì thì đáng tiếc các bạn thấy được là một tuần trước đó đó thì họ khá là bullish để đẩy ngược về rất nhiều tiền vào trong thị trường này nhưng mà tuần vừa rồi đó là cái đỉnh điểm sợ hãi liên quan tới đồng UST và Luna thường cảm thấy được là hầu như cũng có một số nhà đầu tư đó họ đã nhận ra được là thị trường này đó, thật ra không an toàn như là họ nghĩ nhất là khi họ không hiểu nhiều về những cái altcoin, tại vì những quỹ đầu tư trong vòng 2 năm qua đó thì cũng khá là bullish về nhiều cái altcoin nhưng mà đây cũng có thể là một dấu hiệu là cái vụ liên quan tới Luna và UST đó làm cho một số những cái quỹ đầu tư họ có cái sự lo sợ và kết quả đã có 153 triệu rời khỏi cái quỹ đầu tư như là chúng ta thấy là cái phần lớn là rời khỏi Purpose Bitcoin ETF còn những cái quỹ nhỏ hơn như là ProShare cũng có cái số lượng rời khỏi là khoảng 5,2 triệu. Nhưng mà như thường đã chia sẻ đó thì Thuận vẫn có cái sự tin tưởng là chúng ta đang thấy cái sự thay đổi. Các bạn nên biết là bất cứ chuyện nào đó thì có người bán, có người mua. Các bạn bán trên sàn thì có đương nhiên là bên kia là có người mua rồi và ngược lại. Thì các bạn có nghĩ đi OTC cũng như vậy. Các bạn đứng ra bán số lượng lớn tại vì các bạn là một cá voi thì đương nhiên bên kia thu vào cũng là một cá voi Thường vẫn đang thấy được là chúng ta đang chứng kiến một cái sự thay đổi giữa những cá voi lo sợ muốn rời khỏi trường này và những cá voi cứng tay hơn có lòng tin dài hạn hơn và chúng ta tiếp tục thấy thị trường này mặc dù là các bạn đã thấy là cái à, thị trường này đã có nhiều cái sự lo sợ hiện tại nhưng mà chúng ta vẫn tiếp tục thấy nhiều cái sự hình thành nhiều người càng ngày càng nhiều người ủng hộ thị trường này hơn chúng ta tiếp tục nhìn về những thông tin mới thôi đừng nói những thông tin cũ nữa mới hôm nay các bạn đã thấy được là cuộc phỏng vấn Ray Dalio của Bridgewater, Ray Dalio như bạn cũng đã biết là một nhà đầu tư rất nổi tiếng, là một tỷ phú đầu tư mà nhiều người rất là quan tâm. Tôi nói ông ta Ray Dalio vẫn tiếp tục cho là bây giờ đây, các bạn giữ tiền mặt, chẳng có gì các bạn giữ rác hết, tại vì tiền mặt mức giá rất là nhanh, phần trăm lạm phát bây giờ. đương nhiên à, ở bên đài CNBC đó thì cũng sẽ hỏi là bây giờ không giữ tiền mặt. Trước đây Ray Dalio cũng nói là đừng giữ tiền mặt, nhưng mà những người mà giữ chứng khoán đó thì còn đi xuống nhiều hơn nữa lạm phát đúng là tám mấy phần trăm nhưng mà chứng khoán có thể xuống là hai mươi mấy phần trăm ba mươi phần trăm thì Ridley cũng đồng ý nhưng mà Ridley cũng nghĩ là trong cái thời điểm này đó nhiều người họ sẽ đi tìm những cái loại tài sản mà thật sự cho họ cái sự lợi nhuận bền vững dài hạn hơn chứ không có phải như là những năm trước đây nữa tại vì những năm trước đây đó người ta chỉ cần đầu tư vào những cái cổ phiếu chứng khoán nóng là có thể là kiếm được tiền bây giờ đã đã khác rồi và retailer vẫn tin tưởng là ok bây giờ chúng ta có thể thấy được là rất nhiều những người lo sợ người ta bán tài sản của mình và cái sự lo sợ đó có thể thấy được rất rõ ràng tại vì các bạn thấy được tiền rời khỏi thị trường chứng khoán rất là nhiều có thể tính tới là hàng nghìn tỷ thì cái số lượng tiền này rời khỏi trong vòng mấy tháng qua đó đã đi đâu thật sự các bạn nhìn vào cái thị trường trái phiếu trái phiếu vẫn đang đi xuống hiện bây giờ chứng tỏ là trái phiếu không phải là nơi mà tiền đổ dồn vào các bạn có thể nhìn vào vàng đi vàng thì chúng ta thấy được là cũng đang trên con đường là đi xuống ở mức là dưới 1.900 đô hiện bây giờ cũng không có dấu hiệu là cái số tiền đó đi vào thị trường vàng chúng ta thấy được crypto ra sao crypto cũng không thấy cái dấu hiệu đó nhưng mà Redalio đó thì có lòng tin tưởng là sớm muộn gì nhìn vào cái phần trăm lãi suất của Hoa Kỳ thì chúng ta nhìn vào công trái phiếu 10 năm đó, lãi suất chỉ có 2,76% mà thôi. Có nghĩa là cách xa với lại phần trăm lạm phát công bố hiện bây giờ là 8,3%. Thì không có lý do gì một nhà đầu tư đó họ lưu trữ tiền mặt dài hạn tại vì giữ tiền mặt dài hạn chẳng khác gì là đốt tiền. Tại vì lạm phát ngày càng tăng cao và thứ nhì nữa đó là không có lý do gì mà họ đầu tư vào những cái như là công trái phiếu hiện bây giờ đúng là an toàn nhưng mà vẫn mất tiền tại vì các bạn lời 2,76% một năm trong khi mà lạm phát đó là 8, mấy rồi. Cho nên sớm muộn gì thì uh, Redialo vẫn có lòng tin là tiền sẽ trở về những tài sản. Tài sản nào thì uh, Redialo cũng đã cho thấy cái suy nghĩ của mình. Redalio đó thì nghĩ là Bitcoin 11 năm qua đã chứng minh được một cái sự thay thế cho vàng. Bitcoin có cái khả năng không những là một tài sản lưu trữ giá trị mà còn là một cái loại phương tiện thanh toán. Sau này, đối với Redalio, đương nhiên Redalio đương nhiên là một người mà cũng muốn bảo vệ lời nói của ông ta thì nói là đúng là ông ta cũng đầu tư BTC nhưng mà chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Nhưng mà ít ra trong cái lời phát biểu của Redalio đó thì vẫn cho BTC, trước đây ông ta hầu như là không thích Bitcoin đâu các bạn, chỉ mới gần đây là ông ta mới chuyển qua BTC mà thôi thì vẫn nghĩ là Bitcoin có tiềm năng có phải Bitcoin sẽ là giải pháp hay không thì Ripple không có dám nói trong cái cuộc phỏng vấn này nhưng mà Ripple thì nói là vẫn có cái lòng tin là mọi người đang đi tìm kiếm một loại tài sản nào đó và trong thời gian tới đây chúng ta sẽ thấy được loại tài sản đó là loại tài sản nào mà chúng ta hy vọng đó là BTC và crypto. Ngoài chi đi ra các bạn thấy được là chúng ta tiếp tục thấy sự ủng hộ đến từ nhiều người làm chính trị ở Hoa Kỳ như là Ted Cruz các bạn thấy được là Tesla tiếp tục lên tiếng ủng hộ đó chính là cái sự ủng hộ là Texas sẽ trở thành trung tâm trên thế giới này cho Bitcoin và crypto chúng ta cũng tiếp tục thấy được là nhiều ngân hàng trên thế giới ủng hộ crypto bây giờ chúng ta thấy là có ngân hàng thụy sĩ đó chính là Ducas Copy đây là cái ngân hàng ở thụy sĩ đó mà cũng đã lên tiếng nói là ủng hộ việc rút và nạp theo đời hiện tại có nghĩa là khách hàng có thể là nạp group đồng USDT thì bây giờ chỉ USDT mà thôi còn những khách hàng khác mà họ muốn giao dịch crypto khác thì ra sao? thì dựa theo ngân hàng đó thì ngân hàng copy nói là họ đã có một cái dịch vụ uh, P2P nghĩa là một cái chợ giao dịch nếu như mà khách hàng bây giờ đang có nhu cầu giao dịch những cái đồng khác thì có thể sử dụng cái chợ P2P của họ còn trực tiếp trên ngân hàng đó là chỉ nạp và rút đồng USDT bây giờ mà thôi sau này mới có thêm và bây giờ đó cái sản phẩm này sẽ hỗ trợ trước những nhà đầu tư mà có tiền chúng ta tiếp tục thấy những thông tin như là một trong những cái nhà phát triển Diop ở Brazil đó thì cũng ra thông báo là bây giờ đã có thể là dùng Bitcoin để mà mua những cái chung cư được phát triển bởi cái nhà phát triển Diop này và các bạn thấy được đây cũng không phải là đầu tiên đâu. Chúng ta cũng đã thấy là trước đây chúng ta cũng có Dioc như là ở Portugal cũng trả trực tiếp bằng BTC. Cái sự khác biệt gần đây đó là các bạn đã thấy là trước đây cũng có những cái công ty họ nói là họ chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin hay là Crypto nhưng mà hầu hết là họ sử dụng những công ty như là BitPay có nghĩa là trả bằng Crypto sau đó quy ra tiền mặt để mà đưa cho họ. Bây giờ chúng ta càng càng thấy có nhiều công ty họ nói là chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin thì họ lấy Bitcoin trực tiếp chứ không phải là chuyển qua tiền mặt nữa Chúng ta chuyển qua nói tới châu Á đi thì Nhật Bản cũng đã đưa ra một cái thông báo đó chính là Công ty tài chính Sumimoto Mitsui Trust Holdings à, là một cái công ty mà bây giờ đã có sự hợp tác với lại sàn Bitbank là một sàn ở Nhật Bản và sự hợp tác này đã sẽ cho khách hàng của Sumi Tomo có thể tiếp cận được với lại crypto thông qua dịch vụ của Bitbank và phần lớn là những cái nhà đầu tư, tổ chức và cuối cùng tôi muốn dành một vài giây để mà chúc mừng Coinbase Combase là công ty crypto đầu tiên đã lọt vào cái danh sách Fortune 500 là 500 công ty lớn nhất dựa theo thu nhập. Các bạn thấy được là bây giờ Combase đứng hạng thứ 437 Coinbase Global. Với đây cái thu nhập là 7,8 tỷ, nhưng mà các bạn đã biết là Combase dạo này cũng hơi tơi tả trên thị trường chứng khoán. À, thu nhập thì không biết là những cái quý sao ra sao nhưng mà ít ra bây giờ thì Combase đang được nằm trong danh sách Fortune 500. Chúng ta hy vọng là Combase tiếp tục ở lại trong danh sách này. Và đây những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video tối ngày thứ ba này và một lần nữa đó muốn cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay Như mà nào mà có thú muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital đó Thì các bạn có thể bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để mà tìm hiểu những ưu đãi Như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch khi mà tham gia thông mô liên của Thuận Capital giống như là các bạn có thể tham gia vào sàn Binance, các bạn có thể được giảm tới 20% phí giao dịch hay là các bạn có thể tham gia vào những sàn như là sàn Bybit thì có thể nhận được bonus cũng như giảm 10% phí giao dịch tháng đầu tiên, FTX các bạn có thể giảm được tới 10% cái phí giao dịch và những sàn khác như là chúng ta có sàn NFX, sàn Sanyx và như mà nào mà sống ở Hoa Kỳ đây thì có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Binance US hay là sàn Coinbase cũng như những mà nào mà không có sống ở Hoa Kỳ đây thì vẫn có thể sử dụng những ứng dụng như là Nexo và BlockFi để gọi crypto lấy lại. và đương nhiên crypto khoan ứng dụng hỗ trợ biểu đồ và phân tích dữ liệu on chain mà chúng ta cũng thường hay nói đến và thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video ngày hôm nay và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn